Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình air gấp nhận 300 token có ký hiệu là Aerobat. Thì chương trình air gấp này nó sẽ end vào ngày 27 tháng 6 nha các bạn. Thì còn 2 ngày nữa sẽ end các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn hãy click link mô tả dưới video mà tôi đã start chat cho bot nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue các bạn. Mở lưới cấp trà. Bằng 3. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè. Rồi, bấm đáp lợi, join tiếp kênh seller nè. Tiếp tục trên tờ Twitter thì các bạn follow tờ Twitter nha các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like và các bạn trích dẫn dưới bài viết ở game người ta các bạn. Các bạn dán hashtag, mình có để hashtag trong phần link mô tả dưới video cho các bạn luôn các bạn. Airdrop DeFi BC nè. Các bạn tweet lên nè. Sau khi các bạn tweet lại xong thì các bạn trở lên bot, các bạn bấm nút chat nè. Rồi chậm đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ username Telegram các bạn nè. Phải các bạn để mình nhập vào, các bạn vào setting nè. Các bạn sẽ copy username mình ở cộng 5 số 2 cộng anh 5 số 2 1 2 3 4 5. Rồi mình gửi cho bot nha các bạn. Thì cái hashtag này thì các bạn vào đây các bạn copy hashtag này các bạn tự quyết nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền lại username Twitter nè, cộng win v này nữa, 9 nè các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain trên YouTube Wallet nha các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain mình lại nè. Các bạn gửi cho bot nè. Rồi, hỏi username này có chính xác của bạn, địa chỉ này có chính xác bạn bấm chép nha các bạn. Rồi, withdraw này vào ngày mấy ta? Ok, withdraw vào ngày 27 tháng 6 nè các bạn. Thì video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.